Chào mừng bạn đến với kênh của Vân Anh. Chúc bạn có một ngày thật là bình an và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Vân Anh sẽ chia sẻ với bạn một trong những phi trường lớn ở Mỹ, nơi Vân Anh sống, đó là phi trường Sky Harbor ở Phoenix, bang Arizona. Hy vọng là bạn sẽ có những thông tin hữu ích. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm nút đăng ký ở bên dưới và nhớ bấm cái chuông ở bên cạnh để khi Vân Anh có video mới ra thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo và xem video của Vân Anh. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1935, thành phố Phoenix trở thành chủ sở hữu của sân bay Sky Harbor, có biệt danh là nông trại The Farm, vì nó được xây dựng trên một vùng đất nông thôn biệt lập. Thành phố Phoenix đã mua mảnh đất nông trại 115 hectare này từ công ty đầu tư Army với giá là 100.000 đô la để xây dựng sân bay Sky Harbor. Cảng Sky Harbor bắt đầu nổi lên như một trong những sân bay chở khách lớn của Mỹ vào năm 1952 với việc mở nhà ga số 1, được xây dựng với chi phí là 835.000 đô la. Nhà ga số 1 là một trong những nhà ga hành khách hiện đại và hiệu quả nhất trong hệ thống sân bay nước Mỹ thời đó. Các hãng hàng không bay vào Phoenix lúc đó bao gồm American, TWA, Frontier và Western. Máy bay tiêu biểu là DC-3, DC-6 và chòm sao lớn. Sau đó thì Western Airlines đã bay Lockheed Electras vào Phoenix và Bonanza Airlines, United và Delta Airlines bắt đầu dịch vụ. Các nhà ga mới tiếp tục được xây dựng vào những năm qua để phù hợp với lưu lượng hành khách ngày càng tăng. Vào năm 1991, nhà ga số 1 đã bị dỡ bỏ, nhưng các nhà ga số 2, 3 và 4 vẫn giữ nguyên, không thay đổi thứ tự, dù không còn nhà ga số 1 nữa. Nhà ga số 2 khánh thành vào năm 1962, năm Sky Harbor vượt mốc 1 triệu hành khách, được xây dựng với giá 2,7 triệu đô la, bao gồm 100.600 m2 và 19 cổng. Nhà ga số 2 là một trong những cơ sở hiện đại nhất của nước Mỹ. Năm 1976, việc xây dựng bắt đầu trên nhà ga số 3 trị giá 35 triệu đô la và nhà để xe là 13 triệu đô la. Vào thời điểm đó, khoảng 4 triệu tư hành khách hàng năm đã đến và đi từ sân bay Sky Harbor. Sau khi nhà ga số 3 mở cửa năm 1979, thì lưu lượng hành khách đã tăng lên 7 triệu. Nhà ga số 3 đặt ra các tiêu chuẩn mới trong các nhà ga hàng không với không gian là 268.200 m2 và 23 cổng trên hai đường dẫn. Tháp kiểm soát không lưu được xây dựng trên một bể chứa nhiên liệu dưới lòng đất, được hàn lại là đặc điểm nổi bật nhất của nhà ga số 1. Tất cả các hệ thống dây điện đều nằm trong một ống rộng 3,5 m chạy lên giữa tháp và một cầu thang xoắn ốc 129 bước là lối vào duy nhất. Đây là đường tàu điện nối từ thành phố Mesa đến thành phố Phoenix, đi ngang qua thành phố Tempe và sân bay Sky Harbor ở Phoenix. Như bạn đã biết là Vân Anh đang sống ở thành phố Tempe, nên Vân Anh có thể ra sân bay bằng tàu điện này, rất là tiện lợi. Nếu bạn đi sân bay bằng tàu điện, thì trạm bạn dừng là trạm ở giao lộ đường 44 và Washington. Đặc điểm nhận diện để bạn biết là mình đến đúng ga là một bên đường có khách sạn Crowne Plaza và một bên còn lại là bảo tàng về người Mỹ bản địa Pueblo.
Tại đây, có một cầu thang máy để đưa bạn lên tầng trên để bạn đi xe điện trên không đến ga bạn muốn khởi hành. Đây là trạm xe điện ở trên không của sân bay Sky Harbor. Nó có chữ Phoenix Skytrain. Xe điện ở trên không, xe lửa trên không. Hiện nay Vân Anh đang đứng ở chỗ này. Cái trạm này gọi là trạm của phố 44. Trạm này là từ ở dưới light rail Vân Anh đi lên. Thì Vân Anh đi lên đây thì cái chỗ này, cái trạm đầu tiên của cái Skytrain nó sẽ là dừng ở chỗ bãi đậu xe. Từ bãi đậu xe này nó sẽ đi tới nhà ga số 4 ở đây, rồi tiếp theo là sẽ là nhà ga số 3, thì tới nhà ga số 2 là một cái quãng đường nhỏ mình đi bộ, chứ tới đây thì nó không có đường light rail nữa. Và tới đây thì hiện nay sân bay Phoenix đang làm cái đường này, đây terminal 2. Ở cái bản này người ta cũng hướng dẫn là cái nhà ga số 4 terminal 4 là gồm những cái hãng hàng không Air Canada, American, British Airways, Condor, Southwest, Volaris, WestJet. Thì nếu mà bạn đi những cái hãng hàng không này á, thì bạn sẽ đi cái Terminal 4, ha? Terminal 4, nhà ga số 4. Với nhà ga số 3, thì nhà ga số 3 là gồm những hãng bay Delta, Frontier, Hawaiian, JetBlue, Sun Country. Thì nếu bạn đi những cái hãng này thì bạn sẽ đi nhà ga số 3, Terminal 3. Nhà ga số 2 thì là gồm những hãng hàng không Advanced Air, Alaska, Contour, Lutic Air, Spirit and United. Thì những cái hãng hàng không này là bạn đi ga số 2, Terminal 2. Ở đây cái sơ đồ ở đây họ nói rất là kỹ cái đường đi nào. Như vậy thì nếu như mà bạn đi hãng Air Canada or American thì bạn đi tới cái Terminal 4 này nha, cái nhà ga số 4, Terminal 4. Còn nếu mà bạn đi những cái hãng này Delta, Frontier, Hawaiian, JetBlue thì bạn đi tới nhà ga số 3 này. Còn đây là nhà ga số 2. Rất là dễ, mình sẽ kiểm tra ở chỗ đường này nha. Bây giờ xe điện trên không đã đến. Mời bạn cùng Vân Anh đi đến một trong bốn nhà ga ở đây nhé. Đây là tầm nhìn của khoang xe điện trên không. Ngồi ở đây bạn có thể quan sát được bên trong và khu vực xung quanh sân bay. Tốc độ của xe điện trên không là khá nhanh. Những cái bồn màu trắng bên tay phải là những bồn chứa nhiên liệu. Phía trước mặt là một dãy các toa xe lửa chở hàng, chờ đưa hàng lên máy bay để vận chuyển đi những nơi khác của các hãng vận chuyển như là hãng hàng không FedEx hay là UPS. Bên trái có những bảng báo tên của các hãng hàng không và ga đến đi của các hãng hàng không đó. Bạn nhìn
Bạn nhìn thấy những tòa nhà khối vuông này chính là những bãi đậu xe của người nhà đến đưa đón hành khách và nhân viên làm việc trong sân bay. Bây giờ Vân Anh xuống trạm của nhà ga số 3 trong sân bay. Như lúc nãy Vân Anh có chỉ trên bản đồ thì nhà ga số 3 là trạm cuối của xe điện trên không. Muốn đi qua nhà ga số 2 thì mình sẽ đi bộ đến đó. Tuyến xe điện trên không từ nhà ga số 3 đến nhà ga số 2 đang được xây dựng và sẽ sớm được đưa vào khai thác phục vụ hành khách. Trên sàn hành lang từ trạm xe điện trên không vô các nhà ga đều là những tác phẩm tranh sơn mài nghệ thuật làm bằng tay. Các họa sĩ vẽ những bức họa này, rồi người thi công làm theo kích thước thực của những bức tranh bông hoa trên sàn hành lang. Những hình ảnh hết sức sống động này được những người thợ xây phối hợp với họa sĩ trong lúc thi công và thực hiện rất là công phu. Đón chào bạn đến nhà ga số 3 là một bảo tàng mini của sân bay với những hình ảnh kể về câu chuyện lịch sử của sân bay, sự hình thành của nhà ga này ra sao, từ giai đoạn thiết kế, thi công cho đến hoàn thiện đưa vào khai thác. Phía bên ngoài nhà ga số 3 có một khoảng sân vườn nhỏ. Trong vườn này có một góc riêng dành cho những người hút thuốc lá vì các nhà ga ở Mỹ không cho phép hút thuốc lá bên trong tòa nhà. Đồng thời, những người đi máy bay cùng thú cưng cũng có thể đưa các em ra đây để giải quyết những vấn đề tế nhị. Nhà ga số 3 tiếp tục phục vụ hành khách với các tiện nghi và dịch vụ hiện đại. Một dự án tu sửa hoàn thành vào năm 1997 đã cải tạo khu vực sảnh và khu vực mua sắm ở tầng 2 và thêm 11 cổng ra máy bay mới. Nhà ga số 3 hiện đang được hiện đại hóa. Đây là khu vực làm thủ tục lên máy bay và gửi hành lý ở tầng 1. Còn đây là những trụ dành cho hành khách tự làm thủ tục lên máy bay mà không cần sự trợ giúp của nhân viên hàng không, tiết kiệm được thời gian chờ đợi. Hành khách sau khi làm thủ tục thì lên tầng trên, đi qua khu vực an ninh. Trước khi vào cổng an ninh, phía trước sảnh có những màn hình thông báo chuyến bay nào, khởi hành lúc mấy giờ, ở cổng nào, rất là chi tiết. Bạn có thể kiểm tra thông tin ở đây. Vì đây là khu vực an ninh, người ta không cho phép quay phim hay là chụp hình. Mà lần này Vân Anh lại không có đi máy bay, nên Vân Anh không thể tiếp tục đưa đến bạn những thông tin thêm ở bên trong hành lang lên máy bay. Vân Anh hẹn bạn trong một dịp Vân Anh lên máy bay thì Vân Anh sẽ đưa những thông tin thêm ở bên trong để bạn biết thêm ở sân bay Sky Harbor ở Phoenix nha. Bây giờ Vân Anh đưa bạn qua khu vực trả hành lý. Đây là một trong những nơi trả hành lý. Trên đó có màn hình thông báo số hiệu chuyến bay nè, từ đâu đến để bạn biết chắc là nơi mình lấy hành lý, để tránh mất thời gian cũng như sự nhầm lẫn. Sky Harbor ở Phoenix, Arizona. Hy vọng là bạn sẽ có những thông tin hữu ích. Như thường lệ, nếu bạn thấy thích, hãy bấm like và chia sẻ.
Nếu bạn không thích, bạn không cần phải làm gì cả. Trong video tiếp theo, Vân Anh sẽ tiếp tục chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống ở Mỹ. Bạn hãy nhớ đón xem nhé. Bây giờ thì Vân Anh tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.